Đây các bạn, mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem một số dòng cùi dĩa của Kubota ha. Dòng cùi dĩa của Kubota thì mình có rất là nhiều dòng máy ha, và dòng cùi dĩa của máy cài và dòng cùi dĩa của dàn số luôn các bạn. Dòng cùi dĩa của hộp số luôn và chụp thắng ngắn dài luôn các bạn. Rồi anh giới thiệu cho em xem anh Đồng. Đây là của thằng 4508. Đây là hộp số của 4508. Dòng cùi dĩa của 4508 ha. Dòng hộp số. Dòng hộp số. Dòng hộp số của 4508. Dòng hộp số của 4508. 34 gang. Dạ. 24 thang trong. Dạ. Trong 24 thang. Dạ. Anh chụp thắng đó nè. Đây, chụp thắng dài của 4508. Này dòng dài. Thắng dài 4508. Chụp ngắn. Dạ. Đây là chụp ngắn ha. Còn này là chụp nối. Dạ. Đây là chụp nối. Còn này là cốt số. Đây là cốt số. Cốt số của cô ông năm cốt số. Cốt số của 4508. 4508. Kuta nó nhiều dạng này, Kuta là GL36 nè. GL36 cũng đang trong hộp số em. 100 lẻ đại loại á. Dạ. Cốt nè, cốt 4 tầng nè. Dạ. Cốt 4 tầng. Của GL36 nè. Đúng rồi. Đây. Cốt cốt 102 cái bánh răng đây. 103/2 ha. Nè, 32 là cái bánh răng trong một số chậm lẻ là có nó nè. Rồi. Này 20 răng 22 then. Dạ. Chậm lẻ của 32 luôn ha. Cốt và bánh răng. Đây là cốt đó và bánh răng. Ở đây là Kubota 3001 các bạn. Nhông chậm lẻ của Kubota 3001 ha. Bánh răng bánh răng 2 tầng nè, 15 răng nè, 35 răng nè, 22 then nè. Dạ. Rồi anh em cần thì alo ha. Khớp nối nè. Khớp nối của cùng 18 thang trong. Cùng khớp ta 3001. Đúng rồi. Đây nè, đây có nó chụp vô vậy nè, hình thức kìa. Nó giống như nó chụp vô vậy nè em. Dạ. Đó nè, đó. Rồi anh em cần thì alo qua bên mình ha. Bây giờ cái tượng chân hết. Rồi đây chụp thắng. Thắng ngắn thắng dài. Thắng ngắn thắng dài của Kubota 3001. Đúng rồi. Rồi Kubota 7040 này, bộ đầu trước đó, đây là 7040 các bạn đó. Đây là chụp thắng ngắn dài hả? Không, cái này chụp hộp số nhông chụp hộp số nhông hay của Kubota nha. Nhông hộp số của 7040 bằng răng chụp 2 tầng. Chụp 2 tầng anh em cần để alo ha. Rồi ở đây là 704K là của cái nhông gì? 704 người 07K này nằm ở trong ở ngoài đó. Nó còn một cái dòng giống như nó chụp ở ngoài nữa. Dạ. Giống như khớp nấu vậy. Dạ. Anh em cần thì alo ha. Đây là cái gì của 704K nè. Kubota. Cũng là trong bánh răng trong hộp số vậy. Bánh răng trong hộp số của 704K ha bạn. Anh em cần thì alo ha. 704K 7040. Dạ. Đây các bạn, đây là cái bánh răng dàn số của Kubota ha. Anh em cần thì alo ha. Đây. Rồi ở đây là cùi dĩa dày. Cái này cũng là ở đây là dàn số nhông cùi dĩa của dàn số 1m6 các bạn. Rồi ở đây là cái này là cái gì mà nhỏ nhỏ riêng ti không anh Đạo? Cái này bánh răng trong hộp số của thằng 2602. Bánh răng trong hộp số của trong cốt cơ, nằm trong cốt cơ. Cốt cơ 2602. Rồi. Tiếp theo cái này mình mới nãy mình giới thiệu cái này rồi hả anh Đạo? Anh là 2406. Nhông cùi dĩa của 2406 các bạn. Đó. Ủa cái này cái đó là gọi là mai ơ. Cái mai ơ này của chỗ nào? Dàn số hả? Nó bắt vô qua chỗ dàn số vậy. Mai ơ của dàn số 2004. Rồi ở đây mình giới thiệu cho các bạn xem một số linh kiện nhông cùi dĩa 6040 nè. Đây. Đây là nhông hộp số của 6040 mình ha. Đó, nhông cùi dĩa của 6040. Rất là nhiều ha. Anh em cần thì alo qua bên mình ha. Chụp đuôi chuột nè. Rồi ở đây là chụp đuôi chuột của 5950. Rồi 4000. 5950 rồi 4000 rồi 5000 rồi 5950 các bạn. Rồi anh em cần thì alo qua bên mình ha. Đó.
đây, chục tháng dài của 6040 hả bạn, có rất là nhiều chục tháng dài của 6040. Gọi đây là chục tháng ngắn của 6040 ha, đây chục tháng ngắn của 6040 ha, anh em cần thì alo qua bên mình đó bạn. Còn đây là tiếp theo là chục đuôi chuột sới đó, chục đuôi chuột sới của 60 luôn anh hả? Của 6040 70 60 với 7040 với 6040 là cùng một chục đuôi chuột đó nè. Anh em cần để alo qua bên mình hả bạn. 7040 với 6040 là cùng một cái đuôi chuột này. Trong này chuột rỗng trong hộp số này. Chuột rỗng hộp số của 6040. Cái này nó bắt vô cái dùng khớp con đó. Chục rỗng của 6040. Nó đi theo mấy cái hệ này nè. Anh em cần thẻ lâu ha. Bánh răng đây là bánh răng dần sới của 6040 các bạn. Anh em cần thẻ lâu qua bên mình hả bạn. Và đây, đây là cùi ha. Cùi đi dưới dĩa này. Anh em cần thì alo qua bên mình ha. Em thấy nào chục đôi chuột nó mấy loại đây nè. Chục đôi chuột của 6040 đây nè. Đó là cầu trước. 6040. Này cầu trước của 6040. Đây là cầu trước của 6040 ha. 8 găng 16 phe. Đây là cái nhông cùi dĩa của cầu trước. Dĩa 21 găng. Dĩa 21 găng rồi. Cái cầu này nhiêu găng luôn. Cùi nó 8 găng 16 thang. Cái cùi này 8 găng 16 thang ha. 16 thang. Anh cần để lâu bên mình ha. Đây các bạn, nhông cùi dĩa của 6040. Đây là cầu sau. Đây các bạn. Đây là cái cùi dĩa của 6040, cầu sao hả bạn. Anh đợi đang xếp cái cùi cho các bạn xem. Cái cùi này tốn rất là nhiều phôi hả bạn. Cái nào cũng nhiều phôi chứ. Anh em cần thì alo bên mình ha. Này cái dòng gân, gân rất là đẹp. Anh em cần thì alo bên mình. Các dòng máy cài, nhông cùi dĩa của máy cài thì mình ở đây mình có ha. Anh em cần thì alo qua bên mình các bạn. Đây mình có cái rờ ở bên hông đây chứ không phải mà chỉ là cái mặt trơn các bạn đó, rất là dày. Anh em cần thì alo qua bên mình ha. Và ở đây là nhông hộp số của thằng nào anh? Của Kubota nè. Của 6040 nè. Của Kubota 6040 luôn ha. Đây là nhông hộp số của Kubota 6040 các bạn. Anh em cần thì alo qua bên mình ha. Anh em cần thì alo qua bên mình. Này giống như hạt bắp vậy ta. Đây có người ta kêu này bánh gạo là hạt bắp nè, người ta kêu vậy đó. Rồi anh em cần thì alo ha. Đây các bạn, đây là cái nhông của Kubota 3408 các bạn. Đó. Anh em cần thì alo ha. Đây cũng là nhông hộp số của Kubota luôn các bạn. Anh em cần thì alo ha. Đó, nó nhiều dạng. Và đây là cốt cơ của Kubota các bạn. Đó. Nhiều dạng đó. Anh em cần thì alo ha. Nhiều tăng. Cốt cơ của Kubota. Cốt cơ có gì mà không có ha. 2602. Rồi 2402. 2402. Và này 301. 301. Cốc cơ đó. Cốc cơ. 5018. Đây các bạn, đây là bộ quy sai của 5018 ha. Anh em cần thì alo qua bên mình hả bạn. Ắc. Và đây là ắc luôn. Nè, đóng thành bộ rồi. Bộ là 4 trái nhỏ. Hai trái lớn và hai cái ắc ngắn và một cái ắc dài. Đó là đủ bộ. Một bộ quy sai của 5018, anh em cần thì alo qua bên mình ha. Đây các bạn, đây là nhông cùi dĩa của 4708 và 5018 các bạn. 4708 đại loại. Rồi anh em cần thì alo qua bên mình ha. Dĩa 37 găng.
đây. Nhâm cùi dĩa đi đầu với nhau hết bà. Anh em cần thì ở lâu qua bên mình. Cùi 6 gan. Nha. Đây các bạn, đây là bánh gần dần sới của Kubota. Ha. Anh em cần thì ở lâu ha. Dần sới này mấy dài mấy mét vậy anh? Này không gõ mấy mét này chắc cũng nhỏ chứ không? Dạng này chắc 6-8 gì đó. Đúng rồi, tại dĩa nó còn nhỏ. Anh em cần thì alo qua bên mình ha, để mình cần cái loại nào đó thì chụp hình gửi qua bên mình. Còn cái này đây. Cùi 15 dĩa 22 gan. KRS ha. Bánh gan dần sới KRS. Cùi 15 dĩa 22 gan. Vàng mét 7 bếp 75 vậy nè. Đại loại là vậy. Đây, anh em cần thì alo ha. Đây các bạn, dàn dàn sới KRS ha. Anh em cần thì alo qua bên mình ha. Đây là chục xây ha nè. Chục xây của 4508. Đây các bạn, đây là chục xây của 4508 các bạn. 4508 mới dài chục xây bự dưới ta. Vậy chứ hình như nó còn nhỏ hơn 6040. Còn bự nữa. Đây các bạn, đây là chục đuôi chuột của 4508 5018 5018 các bạn. Chục đuôi chuột của 5018 ha. Anh em cần thì ở lâu các bạn. Chục đuôi chuột của 5018. Này cái răng ở trong này nó có mấy răng gì hết ta? Nhiều lắm. Thì nó bắt con răng này nè, răng này nó gắn cặc răng nè. Vậy nó xoay. Rồi anh em cần thì ở lâu qua bên mình ha. Và đây là chục 4 tầng của 4508 ha. Chục 4 tầng trong hộp số 4 tầng của 4508. 4 tầng. Đây các bạn, một số cùi dĩa của Danh Đe các bạn. Anh em cần thì alo qua bên mình ha. Chục đôi chuột nè, của Danh Đe nè. 5204 nè. Ba dạng.